Alo alo, dạ em xin mến chào đại đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của em Ngọc. Và mến chúc sức khỏe đến đại gia đình của mình. Và hy vọng rằng mọi người sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui. Một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự nhí nha. Thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên là em muốn chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, để có thật là nhiều sức khỏe, để làm ăn phát tài hơn nữa trong cái năm 2022 này. Và đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, thì em xin phép được kể cho quý vị đại gia đình của mình cùng thưởng thức một câu chuyện về anh xui và chị xui. Chị xui quá dữ, anh xui quá đã là một cái tiêu đề mà em đặt trong cái câu chuyện này. Thế thì câu chuyện chị xui và anh xui đã làm gì và diễn biến câu chuyện này ra sao? Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ cho nên là điều gì cũng có thể xảy ra hết. Thì cái câu chuyện này là có một cái anh trai ở bên Mỹ đã gửi tặng cái câu chuyện này cho em. Cho nên là em rất là tâm đắc, rất là thích cái câu chuyện này, cho nên là em muốn gửi đến cho quý vị trong cái không khí ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện này á, là cảm ơn anh trai ở bên Canada rất là nhiều ha. Đây, cái câu chuyện như thế này, thì mến mời đại gia đình của mình cùng theo dõi cái câu chuyện về anh xui, chị xui ha. Chị xui quá dữ và anh xui quá đã. Thì cái câu chuyện như thế này, thì có cái ông xui này, ổng quá vợ, vợ mất lâu rồi mà ở vậy hoài à. Đàn ông đàn ên mà ở vậy hoài thì đôi khi cũng thèm. Còn cái chị xui này thì chị cũng quá chồng nó, một bên thì quá vợ, bên thì quá chồng. Trời ơi, đàn bà mà không chồng không phải một ngày một bữa, tao nói nhiều năm liền rồi, tao nói mạng nhện nó văng đầy nhà luôn rồi, chịu đời sao thấu. Cho nên là bà xui này bà cũng thèm. Thì đến một ngày nọ đó, là cái ông xui với bà xui này, là như là bà xui bả mới gọi điện thoại cho ông xui, nói anh xui ơi, là bữa nay đám giỗ chồng tôi, mời anh đến dự đám giỗ chồng tôi nha. Ông xui nghe vậy thì cũng để ý cái bà xui này rồi. Trời ơi, ước gì mà bữa nào mình có thể ấy bà này đựng cái coi làm sao. Tại vì bà xui bả lớn tuổi rồi, nhưng mà nhìn bả thì cũng còn rất là ngon cơm đó. Thành thử ra là ước mơ là chỉ mơ ước vậy thôi, chứ cũng chưa có dám, thì chưa có điều kiện. Thế là ngày hôm nay là có cái cơ hội, bà xui bả mời mình đi ăn đám giỗ. Ông xui ông cũng khoái quá, ông mới đi đến dự đám giỗ. Thì không ngờ là bà xui bả, sau khi mà ăn đám giỗ xong rồi á, của chồng bả xong rồi, thì cũng còn rảnh rảnh xế chiều đó, thì bà xui bả mới dẫn anh xui ra cái vườn thượng nguyễn của bả. Tại vì cái nhà của bà xui này có một cái mảnh đất, mảnh vườn, ở trong đó bả trồng rất là nhiều bưởi cam rồi tùm lum, trái nào trái nấy bự bự vậy không nè. Cái bả dắt anh xui ra ngoài vườn, anh xui ơi, anh xui ra ngoài vườn xem cái vườn của tôi nè, vườn trái cây tôi trồng trái nào trái nấy nó bự 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 không à, mà tôi không có phun thuốc, không có thuốc trừ sâu gì hết mà trái nào trái nấy nó bự dữ lắm. Trời ơi, ông xui này thì vợ mất lâu quá rồi, thì bữa nay được bà xui bả mời ra cái vườn thượng nguyễn rồi, thì ổng rất là khoái chí, ổng mới đi ra, ổng mới dòm. Trời, công nhận chị xui khéo tay quá, chị xui trồng sao mà trái bưởi trái cam trái nào cũng bự 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 vậy đó. Thì bà xui bả cười, bả nói trời ơi, chắc là tôi, tại là tôi tưới nước mưa nó tươi tốt vậy đó. Thì sau khi mà ra thăm cái vườn thượng nguyễn của bà xui xong, thì hai người mới đi vô trong nhà, thì bỗng nhiên mưa gió bão bùng tầm tã nó ập đến, mưa quá trời mưa luôn. Thì bà xui bả mới ngỏ ý, bà nói anh xui ơi, trời cũng gần tối rồi, mà bây giờ anh xui mà đi về nhà anh xui cũng xa lắm, mà mưa gió như vậy tôi sợ cũng nguy hiểm, mưa giông bão nó ngã cây ngã cối đó, nó nguy hiểm lắm, không mấy anh xui là đêm nay anh xui ngủ lại nhà tôi đi. Thì nhà tôi chỉ có mình tôi, không có ai á, chồng tôi mất rồi. Thì cái anh xui anh mới nói không được đâu chị ơi, tôi thì không có vợ, chị thì không chồng, hai người quá vợ quá chồng mà tự nhiên ở trong một nhà vậy thì tôi thấy kỳ lắm. Thì bà xui bà nói chứ trời ơi, tôi không thấy kỳ thôi, chứ tôi là đàn bà phụ nữ, tôi không thấy kỳ thôi, anh có gì đâu kỳ, người đời dị nghĩ gì. Tôi nói thiệt với anh là mình sống cho mình, mà bây giờ mưa vậy anh về nó nguy hiểm cho anh lắm, ai cười thì hở 10 cái găng kệ đi đó. Thì nhà tôi là tôi có hai cái giường, một bên là bộ dán, một bên là cái bộ gõ ở trong đó, thì anh muốn nằm chỗ nào tôi anh ngủ trong nhà chung nhà, nhưng mà ngủ mỗi người cái giường mà đâu có sao đâu, nói có gì đâu dị nghị, anh đừng có lo đó. Thì anh xui anh nghĩ tới nghĩ lui, cái nói thôi kệ thôi, về thì cũng được thôi, cảm ơn cái tấm lòng của chị xui nha, thì thôi tối nay tôi ngủ đây. Thế là ông xui thì ngủ đằng trước, bà xui thì ngủ ở trong cái bộ dán, ông xui thì cái ông ngủ cái bộ dán gõ ngoài đó. Thì ở ngoài thì không khí càng ngày nó càng mưa lớn tầm tã, mưa ầm ầm sấm chớp luôn. Thì ông xui này thì nằm ngủ ở ngoài đó, nhưng mà cũng bữa nay sao khó ngủ quá, bức rứt mà nó khó chịu, cái ổng ngủ không có được, ổng cứ lăn qua lăn lại với chỗ lạ khó ngủ. Còn bà xui thì bả cũng giống như trong lòng của bả cũng rây rứt khó chịu, bức rứt sao bức tóc vì sao mà khó chịu quá. Thì bà cũng lăn qua lăn lại, cái bà mới thấy sao mà khó ngủ quá, thì bà mới hỏi anh xui vậy nè, anh xui ơi anh xui, bà nằm ở trong đây và bà nói ra
Ngồi đây cho ông này nghe. Anh Xui ơi, anh ngủ trên Xui. Thì anh Xui ngồi đây mới nói chưa chị Xui ơi, tôi chưa ngủ được, chỗ lạ tôi khó ngủ quá. Ừ, tôi cũng vậy, tại nay đêm nay sau mưa lớn tôi cũng ngủ được. Trời ơi, ông này thì vợ mất lâu năm, bà này thì chồng mất lâu năm. Ta nói cơ hội ngàn năm có một, nhưng mà không biết làm sao đây. Thì bà Xui bà mới nói giờ á, anh Xui ơi, hảo mấy bây giờ á, tôi cũng không ngủ được, anh cũng ngủ được. Thôi giờ mình chơi trò chơi, mình tôi đố anh nha. Ừ thì thôi giờ tôi cũng khó ngủ á, thôi chị cứ đố cho vui đi. Đây, hồi nữa hai đứa mình như là đố qua đố lại cho nó vui rồi ngủ cũng được. Cái bà Xui bà mới nói anh Xui ơi, tôi đố anh chứ. Từ cái bờ biển bên này mà qua bờ biển bên kia đó, người ta gọi là cái gì? Anh Xui em mới nói, trời ơi, chị đố gì mà dễ ợt vậy? Thì gọi là hải lý. Trời ơi, anh Xui hay quá anh Xui. Vậy thôi tôi đố anh thêm một câu nữa nha. Vậy từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia người ta gọi là cái gì? Thì gọi là quá giang chứ là cái gì? À, vậy trời ơi, anh Xui công nhận anh Xui hay quá. Cho tôi phép tôi đố anh thêm một câu nữa nha. Ừ, chị Xui cứ đố đi. Ừ, không có câu đố nào mà làm khó được tôi đâu. Thế thì từ cái nhà của tôi á sang nhà anh á, thì gọi là gì? Thì gọi là quá bộ. À, ôi anh Xui hay quá. Thế thì giờ á cho tôi hỏi anh thêm một câu nữa nha. Ừ thì chị cứ hỏi đi. Thế thì từ giường của anh á qua bên giường của tôi thì gọi là cái gì? Đó. Thế thì ông Xui ổng nghe vậy ổng hiểu ý bà Xui rồi. Trời ơi, đàn ông mà nghe phụ nữ hỏi vậy là đừng hiểu rồi. Ổng mới dở cái mùng của ổng lên. Từ nãy giờ ông cũng bên đây ngủ không được, khó chịu quá mà nghe bà hỏi từ giường của ổng đi qua giường bả thì gọi là gì. Ổng dở cái mùng lên, rồi ổng đi qua, ổng dở cái mùng bả lên, rồi ổng chui vô trong đó thì ổng gọi, ổng nhìn bả thì ổng nói là quá đã chứ còn gì nữa chị. Thì hai anh Xui chị Xui vô trong mùng không biết làm gì nữa. Tao nói làm, tao nói nửa tiếng không biết làm gì trong đó luôn. Thì hồi đó ông Xui ổng mới đi ra, ổng qua cái giường của bả, ổng dở mùng lên của bả lên rồi ổng mới đi qua giường của ổng nằm. Thì cái bà Xui bả mới hỏi nữa, bả cũng chưa ngủ được thì bả mới hỏi anh Xui, anh thấy tôi sao? Tôi thấy chị hả, tôi thấy chị Xui hả, quá dữ. Ừ, vậy chứ anh thấy anh sao? Anh thấy anh sao? Ổng mới nói trời ơi, chị quá dữ thì tôi thấy tôi quá mệt. Không biết ông Xui qua bển làm gì mà bà Xui bả coi như là bả hỏi hoài, bả hỏi riết vậy đó. Cái ông Xui tôi thấy quá mệt. Chị quá dữ, tôi quá mệt chứ sao chị. Thì sau đó thì hai người cũng hai cái giường mà nay nó ngủ thôi. Thì cũng chưa trời chưa có sáng, mới có khoảng chừng 4 giờ sáng thôi. Là chưa trời cũng tờ mờ tối rồi đó. Thì bà Xui bả mới hỏi tiếp, anh Xui ơi, anh Xui, anh thức chưa anh Xui? Tôi hả, tôi thức rồi chị ơi. Tôi cũng định chuẩn bị tôi đi về nè. À, anh Xui cho tôi đố anh thêm một câu nữa được không? Tại tôi thấy anh cũng thông minh, anh hay quá, anh trả lời được hết câu hỏi của tôi mà tôi cũng có tật thích đố vậy đó. Thì chị cứ đố đi. Tôi hỏi với, chứ anh á, anh thấy kêu bằng là tôi á là với là quá đã quá dữ ha. Rồi á tôi hỏi anh nè, anh thử trả lời câu đố của tôi thêm lần nữa nha. Tối tới đây cái tự nhiên cái bắt đầu em quên cái khúc này rồi đại gia đình ơi. Cái câu chuyện này của anh trai bên Canada gửi cho em, thành thử ra cái khúc này nó đang khúc hấp vẫn mà đó. Thì gần sáng thì anh Xui anh thức chưa thì đố thêm lần nữa nhanh Xui đó. Thì ông Xui ông nói thôi tôi sợ quá rồi chị Xui ơi, tôi mệt mỏi quá rồi. Đó thì cái khúc cuối này là cái khúc mà em quên nha đại gia đình đó. Thì đó cái câu chuyện của người ta gửi tặng cho em, bởi vậy nhiều khi em nhớ khúc đầu khúc đuôi đó. Thì mong đại gia đình thôi thấy khúc cuối là coi như là ông Xui ông nói là quá mệt luôn chị Xui ơi, thôi chị đừng đố tôi nữa, tức là tôi chịu hết nổi rồi, tôi quá mệt rồi. Nó không biết là bà Xui bà đố cái gì mà ông Xui qua mùng bả mà tao nói rồi một hồi nó ông nói là quá mệt rồi ông không chịu chơi đố nữa. Thì ra cái câu chuyện cũng khá là vui mà nó khá là ngắn. Em rất là cảm ơn đại gia đình của mình luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của em nha. Mình chúc sức khỏe đến mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào, em xin chào.